Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể tổng hợp cho một công ty này. Tôi sẽ nói rõ cho các bạn một mô hình của một công ty nhé. Mô hình một công ty, mô hình của một công ty sản xuất sản phẩm và mang sản phẩm đấy ra thi công công trình. Cái mô hình này nó rất là phổ biến vì đối với một số, tôi ví dụ một số các công ty như thế này. Ví dụ nhé, công ty sản xuất bê tông tươi, thi công công trình phục vụ thi công công trình. Rồi tiếp theo là một công ty sản xuất thảm rải đường, đấy là cũng là công ty này. Công ty khai thác đá xây dựng. Cái công ty khai thác đá xây dựng này thì nó sản xuất ra hai loại đá. Các bạn thấy thứ nhất là đá hộc hay gọi là đá khối nhé, và đá thành phẩm mà 1 x 2 hoặc 2 x 4 hoặc 4 x 6 hoặc là bay đấy. Thế thì đối với cái công ty này thì nó có cái công ty này này cái công ty này thì cái giá thành công đoạn là một công đoạn. Rồi công ty này cũng thế, nó là một công đoạn các bạn nhé. Lưu ý này, cái này là hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất đấy là đây là công đoạn 1 này. 1 này. Đấy các bạn lưu ý chỗ này. Tôi phải nói rõ chỗ này cho các bạn. Đây là công đoạn 2 này. 2. Chỗ này các bạn lưu ý cho mình là rất là rõ ràng. Rồi, các bạn nhìn thấy đúng không? Có hai công đoạn. Thế thì một cái phần nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây là các bạn là cái việc làm cái này ấy, thì nó có cái quan trọng nhất là các bạn phải tổ chức được hệ thống tài khoản hợp lý để có thể tổ chức được tài khoản hợp lý để có thể hạch toán và tính giá thành cho các công ty này. Điều này cực kỳ quan trọng. Ví dụ như các bạn ở tài khoản 154 nhé, thì các bạn phải mở ra hai tài khoản. Cái thường cái tổ chức ở đây ấy, là chúng ta sẽ mở là 1541 cho giai đoạn sản xuất sản phẩm, và cái phần thứ hai ấy, nó là 1542 nó là giai đoạn thi công công trình. Cái điều này giúp các bạn làm được cái gì? Các bạn sẽ nhập kho này, nhập kho nó theo trình tự. Khi các bạn nhập kho sản phẩm nhé, nhập kho thành phẩm sản xuất ghi ghi nợ 155 và có 1541. Rồi khi xuất kho thi công công trình nó là một nợ 1542 có 155, ở đây là
theo thông tư 133 mới nhất này, nợ 621 có 155 chỗ này. Đấy, cái này là theo thông tư 200 này. Chăm các bạn nhé. Rất là quan trọng. Thế thì ở đây chúng tôi muốn nói trên phần mềm ấy. Đối với phần mềm áp dụng cho cái công ty này. Dụng cho công ty này phải đáp ứng được hai phần tính giá thành riêng biệt. Đấy, một là giá thành công trình, hai là giá thành thành phẩm. Vậy ở đây chúng tôi sẽ đưa cho các bạn cái mô hình gì? Các bạn thích tôi làm cho mô hình nào? Tôi thì thấy hay là hay ở cái chỗ này này. Cái này là cái hay nhất. Cái một công đoạn thì nó dễ, một công đoạn nó không có dở dang. Không có dở dang thì các bạn dễ làm không mà. Thì gần như các phần mềm đều đáp ứng được cái phần là không có dở dang, là đều làm được giá thành. Thế nhưng mà đến cái phần mà phần giá thành theo công đoạn ấy, thế lại lại nhiều phần mềm làm cái lộn vòng. Nó có những cái lộn vòng là nó như này, tức là nó hai công đoạn để các bạn cứ sản xuất sản phẩm này, đưa ra đúng không, đưa ra để sản xuất ra bán thành phẩm thứ nhất thì các bạn đưa vào nhập kho. Sau khi người nhập kho thì các bạn này đưa xuất ra để vào thi công, vào để phục vụ cái công đoạn 2. Tôi thấy như thế là nó lòng ngoằng. Thậm chí cái phát sinh nợ trên 154 và 155 nó cũng không phản ánh cái thực tế mà phát sinh của chúng ta. Ví dụ như nó là bán thành phẩm mà đưa lên thành phẩm, thế là nó là vô lý đúng không? Bắt đầu vào phần mềm, việc của chúng ta đầu tiên thì chúng tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta làm một cái, tạo một cái cơ sở dữ liệu mới. Rồi ok, các bạn chọn đồng ý nhé. Đấy, khi vào phần mềm chúng ta chọn hủy bỏ, chúng ta chọn này, công ty này, công ty sản xuất và xây dựng. Rồi ok, chúng ta làm theo cái thông tư nào nhỉ? Thông tư nào cũng được, thực tế thông tư nào cũng được. Chúng ta làm theo cái thông tư 133 nhé. Cái mô hình này chúng tôi thấy cho các cái doanh nghiệp nó cũng không phải là nhỏ đâu, nhưng mà doanh nghiệp nhỏ làm nó cũng dễ. Cái doanh nghiệp lớn thì chúng ta sẽ làm theo cái thông tư 200. Cái này chúng ta sẽ bắt đầu làm cái thông tư 133 trước, và sau đấy chúng tôi sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn về cách thức làm trên cái thông tư 133 và thông tư 200. Và bây giờ tạm thời chúng ta sẽ làm theo cái, chúng ta chọn dữ liệu để sử dụng này. Đấy, chọn dữ liệu làm nhé. Cái này là chúng ta chọn công ty xây dựng, nó hoàn toàn số liệu hoàn toàn mới. Thì đầu tiên chúng tôi muốn nói cho các bạn là tổng quát về phần mềm. Tất cả các hệ thống phần mềm thì gần như là đều sử dụng hệ thống mã để truy xuất dữ liệu cũng như liên kết dữ liệu, các cái tệp dữ liệu với nhau. Nó có cái tính chất là mã này nó đi vào cái tệp dữ liệu này và nó liên kết với tệp dữ liệu khác, gọi là relationship ở trong thuật ngữ tin học. Và khi các bạn làm ấy thì có một cái điều quan trọng là cái việc khai báo các cái danh mục là một này. Cái việc thứ hai là cái việc mà các bạn làm cái các cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Ở đây tôi muốn giới thiệu là cái khái niệm về khai báo. Cái khai báo thì đầu tiên chúng ta có là cái danh mục khách hàng nhà cung cấp. Cái này thì các bạn biết rồi, tức là những cái đối tượng bán hàng cho mình và những cái nhà cung cấp là đối tượng bán hàng cho mình, và khách hàng chính là những người mua sản phẩm của mình. Thì trong đấy có thể là chủ đầu tư đối với công trình, hoặc là ban quản lý các dự án cũng là công trình. Còn các cái nhà cung cấp như là cung cấp vật liệu các loại, cung cấp dịch vụ, ví dụ như là điện lực thì cung cấp dịch vụ điện sản xuất, điện thắp sáng, đúng không? Phòng ban thì các bạn tổ chức phòng ban này, cái phòng ban này cũng khá quan trọng trong phần mềm. Đó là đối với các bạn là cái phòng ban này nó đưa sẵn cái tài khoản phí vào, sau này các bạn làm lương thì nó sẽ tự động hạch toán. Danh mục nhân viên thì nó trong công ty có thể có những nhân viên thì nó vừa là nhân viên vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp, thì chúng ta vẫn vào mục nhân viên để sau này nó tự liên kết sang danh mục khách hàng. Nó chọn kho đấy, khai báo kho thì có một cái yếu tố kho là ở đây là đối với cái kho này, ví dụ tôi mở ra cho các bạn xem nhé. Cái kho này thì nó có các cái kho chúng tôi mở sẵn khi cài đặt phần mềm rồi, nhưng các bạn có thể xóa đi, các bạn tổ chức lại. Nhưng đối với công trình thì nó có một cái đặc thù là chúng ta sẽ mở mỗi kho một một công trình một kho, tức là chúng ta nhập xuất tài chính công trình. Đấy cũng là những cái điều rất là quan trọng. Thế cái tiếp theo của chúng ta nữa là gì? Các cái khai báo các cái danh mục như là vật tư hàng hóa, thành phẩm thì chúng ta khai báo các cái sản phẩm chúng ta sản xuất. Rồi đối tượng tập hợp chi phí thì khi các bạn khai báo thành phẩm thì nó tự động chuyển sang vật tư hàng hóa và đối tượng tập hợp chi phí đối với những sản phẩm sản xuất. Nhưng đối với công trình ấy thì nó sẽ chúng ta sẽ phải khai báo ở trong đối tượng tập hợp chi phí. Rồi ok, mẫu số hóa đơn chúng ta sẽ phải khai báo mẫu số hóa đơn khi sử dụng để chúng ta có thể xuất hóa đơn đầu ra phục vụ cho việc làm báo cáo thuế. Cái phần tiếp theo là cái phần khai báo cái số dư ban đầu, thì các bạn biết là ở đây chúng ta số dư ban đầu nó nằm trong cái video hướng dẫn sử dụng của các bạn. Phần lương thì các bạn thấy là có các cái ký hiệu như là ký hiệu chấm công, mức lương cơ sở, mức đóng bảo hiểm, biểu tính thuế thu nhập cá nhân, và các cái hợp đồng. Thì chúng ta thấy là cái cách thức quản lý ở đây là có một số các cái mã để các bạn có thể quản lý tổ chức mở rộng, ví dụ mã thống kê và hợp đồng. Thế thì các bạn có thể làm được cái đấy. Cái thứ hai nữa là cái phần nghiệp vụ, thì chúng ta thấy là trong phần tiền mặt thì có thu chi tiền mặt ngân hàng, thu chi ngân hàng đấy, rồi ok chuyển tiền nội bộ này. Cái chuyển tiền nội bộ này là chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng với nhau nhé, nội bộ công ty nhé. Chúng ta có hai tài khoản ở ngân hàng, thế thì chúng ta chuyển từ tài khoản này sang tài khoản kia. Mua hàng ở đây thì chúng ta biết là có nhiều hình thức mua. Thứ nhất là cái mua hàng thì các bạn mua hàng hóa bình thường ấy, thì các bạn mua hàng thì trong cái mua hàng thì nó có nhiều cái trường hợp xảy ra, cũng như các bạn học kế toán thì biết là mua hàng nó nhiều trường hợp lắm. Đầu tiên là chúng ta mua hàng thì nhận hóa đơn là ok, không có gì. Nhưng mà có khi những trường hợp là mua hàng về trước là hóa đơn về sau, đúng không? Các bạn thấy là hàng về trước hóa đơn về sau thì sau này chúng ta nhận hóa đơn thì chúng ta vào mục chọn nhận hóa đơn này. Cái mua hàng thì có mua dịch vụ. Một cái dịch vụ này là như thế nào? Là những cái dịch vụ mà nó có thể là không qua kho. Vật tư vật liệu thì các bạn có thể nhập kho, nhưng cái dịch vụ thì nó không cần. Dịch vụ các bạn mua dịch vụ thì các bạn có thể đẩy thẳng lên phí, hoặc là các bạn đưa vào đâu đấy thì các bạn có thể làm luôn là đấy. Và cái chi phí mua hàng ấy thì nó thường là được phân bổ, và một số các cái tiện ích thì chúng tôi cũng làm liên quan đến cái phần phân bổ chi phí mua hàng. Ví dụ như có những khoản chi phí mà mua lại vận chuyển nhiều phiếu mua hàng, mua nhiều cái lô hàng một lúc, ta đặt 3 lô hàng ở ở đâu đó thì người ta chuyển về cho mình bằng một một chuyến, thì thành ra có khi chúng ta sẽ phải phân bổ, hoặc là trường hợp như chúng ta phân bổ cái chi phí mua cho một cái lô hàng nào đấy rõ ràng. Cái chiết khấu mua này là các bạn đối với các cái công ty kinh doanh thương mại nhé các bạn. Công ty kinh doanh thương mại thường thì người ta chiết khấu cái số tiền vào cái hóa đơn của do cái tháng trước chúng ta bán được nhiều chẳng hạn, người ta chiết khấu vào cái hóa đơn mua. Phân bổ cái chi phí chiết khấu mua này nó cũng tương tự như phân bổ chi phí mua hàng.
trả lại hàng mua. Cái này các bạn biết rồi, tức là chúng ta mua do một lý do nào đấy chúng ta không thể đáp ứng được thì chúng ta có thể mua, chúng ta sẽ trả lại hàng cho nhà cung cấp, giảm giá hàng mua, phân bổ giảm giá hàng mua. Ok, một số cái đấy các bạn thấy. Trong cái phần bán hàng thì có cái trường hợp là đơn đặt hàng và cái bán hàng. Cái bán hàng này thì trong cái phiếu này nó bao gồm tổng hợp tất cả, các bạn có tất cả đầy đủ các cái nút tích để các bạn có thể ứng dụng linh hoạt. Ở trong này gồm có bán hàng bình thường như bán thành phẩm xuất từ kho ra, hai là chúng ta bán dịch vụ, ví dụ như viết hóa đơn của công trình thì chúng ta ghi nội dung là nghiệm thu công trình nào, giai đoạn nào, đúng không? Và cái phần thứ ba là bán hàng xuất khẩu. Bán hàng xuất khẩu thì nó có liên quan đến cái thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hay là cái thuế bảo vệ môi trường, nó cũng như phần mua hàng mua nhập khẩu thôi. Trong mua hàng nó cũng có phần nhập khẩu thì bao gồm các cái loại thuế đấy, nó có cả cho các bạn. Cái trường hợp thu tiền khách hàng ấy thì chúng ta theo dõi hàng hóa theo hóa đơn, thì cái trường hợp thu tiền này nó cũng dễ, tức là chúng ta theo dõi công nợ theo hóa đơn thì cái thu tiền khách hàng này nó không phải là cái thu này, cũng không phải là cái này, mà cái thu tiền này là nó cụ thể cho từng hóa đơn của các bạn, mà còn hóa đơn nào còn phải thu bao nhiêu đấy. Ok, các bạn nhìn thấy phần thuế thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có thuế đầu vào, thuế đầu ra và cái tờ khai thuế. Thì ba cái này là cái ba cái quan trọng, chúng ta lập bảng kê đầu vào, bảng kê đầu ra và tờ khai thuế để chuyển sang hỗ trợ kê khai này. Cái phần tài sản cố định thì bao gồm nhiều cái. Ở đây mua và ghi tăng là khái niệm nào? Mua và ghi tăng là chúng ta mua tài sản cố định trong kỳ về ghi tăng. Còn cái mà tồn từ kỳ trước thì nó là được khai báo ở số dư đầu kỳ rồi. Các bạn vào khai báo đây. Và cái phần tiếp theo ghi tăng khác là trong các cái trường hợp như là chúng ta xây dựng cơ bản hoàn thành, hoặc là ai điều chuyển cho mình cái tài sản nào đấy tính khấu hao, hoặc là điều chuyển từ bộ phận này sang bộ phận kia, điều chỉnh là điều chỉnh giá trị tài sản trong quá trình, ví dụ như là thanh tra kiểm tra ghi giảm là cái tài sản đấy không còn phân bổ khấu hao nữa. Cái bảng hệ số phân bổ tài sản này thì các bạn lưu ý là nó cũng khá là quan trọng. Cái phần tiếp theo ấy thì chúng ta muốn nói với các bạn là ở đây phần công cụ dụng cụ nó cũng tương tự như thế. Cái mua ghi tăng này là chúng ta mua về và ghi thẳng vào 242. Ghi tăng này là ghi tăng trường hợp mua về nhập kho từ vào 153 và xuất từ 153 sang 242 chẳng hạn. Đấy, giá thành công trình thì các bạn thấy là có phần đánh giá thời gian, phân bổ chi phí và nghiệm thu. Thì cái phân bổ chi phí này nó có nhiều tiện ích để các bạn có phân bổ. Giá thành đơn hàng thì các bạn biết là nó cũng tương tự như công trình thôi, nó gần gần như thế. Giá thành sản xuất thì các bạn biết là ở đây chúng ta có phần tính giá xuất kho. Tính giá xuất kho này thực về bản chất là nó nằm ở đây đấy các bạn nhé. Tính giá xuất kho này chúng tôi đưa vào đây để các bạn tiện sử dụng. Đánh giá sản phẩm dở dang, các bạn đã nhìn thấy là đánh giá sản phẩm dở dang ở đây thì chúng ta xem là còn dở dang như thế nào để chúng ta có thể tính giá thành và phân bổ, có thể làm sao mà nó chính xác cái số liệu của các bạn. Tổng hợp thì các bạn thấy là có cái chứng từ chung, cái này nó phục vụ mục đích hạch toán tất cả các cái chứng từ mà không liên quan đến cái hạch toán tất cả các chứng từ mà nó không liên quan đến các cái chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở bên trên. Ở đây chứng từ ghi sổ thì chúng ta có nhiệm vụ chúng ta đăng ký các cái chứng từ ghi sổ để chúng ta có thể in sổ cho chứng từ ghi sổ bù trừ công nợ. Thì cái chứng từ này thì các bạn biết rồi, nó đối trừ công nợ của đối tượng này sang đối tượng kia. Rồi cái chuyển lãi lỗ thì là mục đích của chúng ta là cái xác định cuối kỳ, xử lý chênh lệch tỷ giá là cái này thì cũng làm cuối kỳ các bạn nhé. Ở đây quản lý phát hành hóa đơn thì các bạn muốn lập được hóa đơn bán hàng, các bạn phải có thông báo phát hành hóa đơn. Ở trong các cái trường hợp hủy hóa đơn thì các bạn khai báo vào đây. Phần tiền lương thì chúng ta thấy là có phần tiền lương chấm công, nó đi theo quy trình chúng ta phải chấm công chúng ta mới có thể lập bảng lương. Chúng ta có bảng lương thì chúng ta mới hạch toán chi phí lương. Và cái phần đây là cái phần trả lương. Các bạn biết là cái phần trả lương này nó trả lương tổng cho một cái bảng lương nhé, nó không phải là chi tiết từng người. Nếu các bạn muốn theo dõi từng người cụ thể, các bạn sử dụng cái phiếu chi tiền mặt hoặc là các bạn nộp chuyển vào tài khoản thì nó là trên này. Chính sách bán hàng ấy, thì chúng ta thấy là đối với các cái công ty phân phối sản phẩm nó có một cái ưu thế là cái phần nhóm giá bán. Nhóm giá bán này nó có cả cái phần combo sản phẩm và chính sách khuyến mại và chính sách giá bán riêng, nó quản lý cho cái nhóm giá bán này. Bạn lập nhóm giá bán này cho một số đối tượng nào đấy thì
cứ chọn cái đối tượng ở trong nhóm này, nó sẽ tự động tính theo cái đơn giá chiết khấu hay là đơn giá khuyến mại nha các bạn. Ok, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu vào khai báo. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một số các khách hàng. Ở đây chúng ta sẽ làm, tôi sẽ làm từ đầu cho các bạn, nhưng tôi không có là cái để tôi làm sẵn đâu. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy địa chỉ là ở đâu đó đúng không? Rồi, ok, tiếp theo các bạn nhìn thấy mã số thuế thì tôi cứ đánh ví dụ thế thôi. Lưu chúng ta thêm mới, cái chuột phải giữa màn hình chọn thêm mới, các bạn chọn này. Công ty công ty này là công ty kinh doanh vật tư tổng hợp đi. Rồi, ok, bạn nhìn thấy kinh doanh vật tư tổng hợp nó dễ, cái gì cũng mua cũng bán hết, có cái gì cũng bán hết cả đúng không? Chúng ta chọn tiếp một cái công ty là công ty kinh doanh vật liệu nổ. Đây, cái mô hình này các bạn thấy là tôi sẽ làm cho các bạn cái này, tức là cái tôi sẽ làm cho các bạn cái mô hình này, cái mô hình công ty khai thác đá này nhé. Cái công ty này, mô hình này là nó khá phức tạp, như ông khai thác đá này, ông sản xuất ra đá xong ông mang đi thi công công trình. Cái mô hình này nó là tương đối là khó. Thế đầu tiên chúng ta khai báo các cái đối tượng này. Sau đây chúng ta khai báo phòng ban nhé. Chúng ta làm thứ tự phòng giám đốc chẳng hạn. Ở đây phòng giám đốc này. Ở đây chúng ta có khi là chúng ta 6422. Ở đây có khi chúng ta không gọi là phòng giám đốc mà gọi ban giám đốc đúng không? Ở đây chúng ta phòng kế toán. Phòng kế toán này. Rồi, ok. Dường như là chúng ta nói hơi nhiều đúng không? Làm thực hiện nó ít, nói hơi nhiều. Phòng kỹ thuật. Phòng kỹ thuật. Rồi, ok. Ở đây là 154 nhé các bạn. Chúng ta sẽ phải dừng lại tí. Tôi sẽ nói các bạn này, khi liên quan đến tài khoản chúng ta phải tổ chức cái hệ thống tài khoản trước. Đối với tài khoản 154 thì chúng ta sẽ phải thêm mới kích chuột phải về dòng 154 các bạn nhé. Chúng ta chọn 1541 sản xuất kinh doanh dở dang sản phẩm. Sản phẩm. Rồi, ok. Ở đây là tài khoản tổng hợp là 154. Rồi, ok các bạn nhìn đây. Tiếp theo này, ta làm cái thứ hai nhé, là 1542. 1542 là sản xuất dở dang công trình. Công trình các bạn nhé, lưu ý này, nó rất quan trọng. Thế bây giờ trong ở trong cái phần này chúng ta sẽ mở ra hai công đoạn. Ở đây là một công đoạn, là công đoạn bán thành phẩm. Rồi, ok, đây là 1541 nhé. Tài khoản tổng hợp của nó là 1541. Rồi, đây là thành phẩm. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy nó sẽ là rất là rõ ràng. Thế tiếp theo chúng ta làm cái gì? Tổ chức các tài khoản nhé. Nhìn nó thì cũng không có gì là phức tạp cả đúng không? Thôi thì mọi mấy cái còn lại chúng ta chọn đi. Chúng ta mở thêm doanh thu hàng hóa này, doanh thu sản phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ. Chúng ta mở ra ba cái tài khoản 632 nhé. 6321 doanh thu giá vốn hàng bán, 632. Rồi, ok. Hàng hóa dịch vụ. Ở đây chúng ta lăn chuột rồi. Nhìn lăn chuột cho nó. Giá vốn dịch vụ. Dịch vụ ở đây cung cấp thành phẩm nhé. Giá vốn thành phẩm. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ mở một cái nữa, giá vốn dịch vụ. Để chúng ta, mục đích của chúng ta là làm gì? Rồi, ok. Chúng ta sẽ làm khá nhiều về cái video này cho các bạn. Tất cả những kế toán thì gần như là mọi người đều có thể là xem cái hệ thống video này để làm, nó khá là cụ thể. Và tiếp theo các bạn nhìn này. Phòng ban rồi đúng không? Đó là phòng kỹ thuật. Rồi, phòng kỹ thuật. Đúng rồi, anh chúng ta chưa mở đúng không? Phòng kỹ thuật. Kỹ thuật. Phòng kỹ thuật này là phòng kỹ thuật phục vụ thi công nha các bạn. Chúng ta chọn 1542. Rồi, ok. Đó là cái nào nó ra cái đấy. Đó, phòng kỹ thuật. Phòng kỹ thuật. Kỹ thuật đi. Cắp lóc này. Thuật đi. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo phòng phân xưởng 1. Phân xưởng 1 à. Phân xưởng bán thành phẩm.
các bạn có thể tách ra, không không vấn đề gì nhé. À, để chung cũng được, không trải theo nó trải hưởng gì cả, nhưng mà các bạn tách được ra càng rõ thì càng tốt, phân xưởng thành phẩm. Cái này cũng là mục đích để làm sao mà kiểm soát được cái số lượng thành phẩm sản xuất ra. Đấy, cái này trong cái này rồi, ok các bạn chọn tiếp nhân viên ra chữ kích chuột thêm mới đó, ok nhân viên Nguyễn Nguyễn thủ trưởng. Rồi ok, các bạn chọn này, đương nhiên là phòng giám đốc rồi đúng không? Chức vụ giám đốc công ty. Rồi ok, tôi đánh hơi chậm, các bạn thông cảm tí. Tiền lương của ông giám đốc là ông là 9 triệu nhé. 9 triệu là lương tính bảo hiểm ấy. Ok, các bạn tiếp theo là các bạn làm gì? Là Nguyễn Văn Toán. Đấy, ông này ông phòng kế toán, chữ toán là biết phòng kế toán rồi đúng không? Kế toán trưởng. Rồi. Ok, nào. À, kế toán trưởng khai báo lương ở đây 6 triệu 500 nghìn lương, lương tính bảo hiểm. Ông nào ông đi xe máy ngoài phi như máy bay mặt đất rồi, hồi khiếp. Nguyễn Văn Kho. À, ông này ông thủ kho này, ông này ông thủ kho phân xưởng 1 này, phân xưởng bán thành phẩm này. À, thủ kho phân xưởng bán thành phẩm. Rồi ok nhá các bạn nhá. Nên làm vài nữ nào nhỉ? Toàn là ông này thì đóng theo cái hệ số lương của bảo hiểm quy định đúng không? À, ông Nguyễn Văn Kho, ông Lê, bà Lê, Lê Thị. Lê Thị Lê Thị Tư, phòng phân xưởng 2 nhá, Lê Thị Tư phòng phân xưởng 2. Đây là à, thủ kho phân phân xưởng 2 rồi, ok và nữ nhé, đây 3 triệu 1 quy định mới. Rồi chúng ta có thêm một cái ông nữa là ông Nguyễn Công Trường. Ông ở kế toán phòng kỹ thuật của công trình, chuyên viên kiểm định. Rồi ok, ví dụ thế đó. Tôi cái ví dụ này tôi chả biết là ông là tên gì, nhưng mà tôi cứ đánh vào ông này có cái lương tính bảo hiểm cũng tương đối là 5 triệu. Chỗ này là lương cơ bản các bạn nhé, lương để tính bảo hiểm nhé. Sau này các bạn làm một phần bảng lương rồi kho nhé, kho chúng ta mở ra cho hai công trình đi, ra phải mở thêm kho nhé, kho công trình 01 này, kho công trình đập phá lại ví dụ thế cho nó hoành tráng đúng không? Rồi tiếp theo kho công trình 2, kho công trình 02, kho công trình cầu diễn này, đang nổi trội đúng không? Cầu diễn này đang đang rùm beng lên mạng này, đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta vật tư, một số cái chúng ta đưa vào này. Thứ nhất là cái gì? Vật tư là ví dụ như là đầu tiên là chúng ta nói đến là thuốc nổ, ông này ông hay nổ thuốc nổ nhá, kho vật liệu, không nguyên vật liệu nữa, nói về nổ thì khỏi phải bàn đúng không? Cái này chắc là tính theo kg này, nó là vật thuốc nổ, vật thuốc nổ TNT nha các bạn, dùng để nổ khai thác đá nhá. Ở đây chúng ta chọn phương pháp giá bình quân rồi ok, loại hàng hóa vật tư kho chúng ta chọn luôn nhé, sau này nó đỡ nhầm nha các bạn. Tiếp theo này, rồi là ở đây thì đến cái tiếp theo là dầu chạy máy. Dầu diesel gen. À, kho này là kho vật liệu nhá bạn. Rồi ok các bạn này, nhìn là đơn vị tính là lít. Lít unit rồi, đây là 152 nguyên vật liệu 152 rồi bình quân cuối kỳ, ok các bạn. Tiếp theo là cái vật liệu gì, chúng ta đánh từ số 6 đi, mở thêm nhé. À, 1 2 rồi đến 6 là cái gì? Thi công công trình thì có xi măng này. Xi măng này, cái này chúng ta không mua, biết đâu hôm sau chúng tôi lại
Cái này không có kho các bạn nhé, cái xi măng này không kho. Đặc trưng của nó là không có kho, vì nó có thể mua phải nhiều kho, nhiều công trình khác nhau, chúng ta không khai báo sẵn kho. Ở đây là tấn rồi, ok các bạn chọn đây là nguyên liệu. Rồi, tài khoản này là thằng này là 154, thường là nó chỉ thi công trình 154 công trình. Rồi, sau này không các bạn xuất thì cứ vào 632 hết, chả biết là như nào. Cát này rồi cũng kho như thế. Rồi nguyên vật liệu là cát là mét khối đúng không? Ở đây là chúng ta sẽ ấn tab để di chuyển tiếp 152, cát thì chủ yếu sử dụng và 152 trong quá trình hạch toán chúng ta có thể đổi mà nhé. Tám là ví dụ như phụ gia rồi ok. Phụ gia thì nó là nguyên vật liệu kho này, kho nguyên vật liệu thành ra chúng ta thích thì chúng ta xuất ra rồi kg nhé. Ở đây là phương pháp tính giá bình quân đối với công trình, như các bạn lưu ý là mấy cái như cát đá cát này rồi xi măng này nó khai báo là tính giá bình quân, nhưng mà thực ra nó năng động trong quá trình làm. Chúng ta thường là xuất trực tiếp, gọi là xuất thẳng, nhưng mà khai báo một số cái thôi. Chúng ta sẽ làm mấy cái liên quan đến thành phẩm. Thế đối với thành phẩm thì chúng ta đầu tiên là chúng ta khai báo bán thành phẩm, bán thành phẩm 001 đầu tiên là đá hộc, một số nơi gọi là đá xanh, nó kho này là kho bán thành phẩm. Ok, kho thành phẩm đi, cho nó vào một kho cũng được không sao, mét khối rồi. Loại chưa cần, chúng ta giá vốn nó là bán thành phẩm đây rồi, tài khoản kho là 1541, tài khoản giá vốn là 1542, nó xuất cho cái công trình trên mà. Rồi bây giờ đến thành phẩm thì chúng ta cũng cắt đuôi bớt đi, không cần nhiều. Ở đây chúng ta có đá 1 x 2, nhiều loại cũng như một loại nhá, nó không quan trọng lắm. Làm ví dụ đây là mét khối, nó thành phẩm thì đây tài khoản kho đúng rồi, 154 của nó chuyển từ 1542 lên à nhé. Rồi ok, đã khai báo sau này thực ra trong quá trình làm chúng ta ấy hết, chúng ta phải hạch toán lại hết. Đây là ra là khai báo với mấy nhà đá 12 rồi, bây giờ đá 4 x 6 đi, rồi nó ra hai cái sản phẩm thế này. Đơn vị tính cho mét khối các bạn nhé, kho là kho thành phẩm rồi ok các bạn nhỉ. Đây khai báo 1542, phương pháp tính giá vốn bình quân rồi ok các bạn sửa lại đá 12 phương pháp tính giá vốn bình quân. Dĩ nhiên các bạn không khai báo thì nó tính theo hệ thống đấy. Thì chúng ta tiếp theo là cái gì, tài khoản ngân hàng. Các bạn ghi vào hai tài khoản đi cho nó theo dõi nhé, 01010004567 đấy. Ngân hàng Vietcombank đấy, chỗ này chắc là Việt tiếng Việt không giấu đi đúng không? Rồi chúng ta tiếp là 580123345 gì đấy, ngân hàng BIDV. Rồi các bạn chờ tôi tí, đóng cái cửa lại, mưa to quá. Rồi ok các bạn nhìn thấy không, bây giờ chúng ta này đã có rồi đúng không? Bây giờ chúng ta khai báo đối tượng đầu vào chi phí, thì các bạn khai báo thấy không, khai báo thành phẩm thì nó sang ở đây, đối tượng đầu vào chi phí nó đã có sẵn bên này rồi
Thế bây giờ chúng ta thêm cái đối tượng là công trình. Công trình nó khác các bạn nhá, đấy là thành phẩm nó tự động, như công trình thì chúng ta khai báo riêng. Công trình nó không, chúng ta không khai báo là phần thành phẩm, vì công trình về bản chất của nó là dịch vụ. Mã công trình là công trình 01. Công trình gì đây? Công trình đập phà lại đúng không? Rồi lúc nãy là chúng ta khai báo như thế đúng không? Công trình 02 là công trình cầu diễn đấy, cầu diễn phải biết là đang rầm rộ trên mạng. Chúng ta khai báo mẫu số hóa đơn đi, tí nữa chúng ta có lập hóa đơn bán hàng nó cũng dễ. 01GTKT 3-001 hóa đơn giá trị gia tăng. Ở đây chúng ta chọn hóa đơn giá trị gia tăng hoặc là hóa đơn thông thường nhá, một mẫu thôi. Rồi ok, chúng ta còn cái gì chúng ta khai báo nữa nhỉ? Loại tiền tài sản cố định. Ôi chúng ta khai báo vài cái công cụ dụng cụ đúng không? Đấy, thêm mới này, công cụ dụng cụ đây là bộ máy tính. Tính này, kho kho 153 chẳng cần kho. Cái này chúng ta mua về đưa thẳng vào phân bổ luôn. Đơn vị tính là bộ. Đơn vị tính chuyển đổi không cần, giá bán giá mua không cần, giới hạn tồn tài khoản kho không chả cần. Này, để sau tính sau. Rồi ok, chúng ta chọn tài sản. Chúng ta mở khai báo một cái tài sản, đây là cái máy. Chúng ta khai báo hai cái máy nhá. Một cái là để phục vụ thi công trình. Tài sản 01. Rồi ok, đây là máy xúc. Rồi, ok. Đấy, các bạn chọn đơn vị tính là cái. Loại là máy móc thiết bị. Máy đi, máy móc thiết bị. Rồi, ok, các bạn đánh chữ M nó hiện ra 1 tỷ 2 đi nhá. 1 tỷ 2, phòng ban ở phòng phòng kỹ thuật đi nhá, vào kỹ thuật thi công trình nhá. Tình trạng mua thì các bạn chọn đang dùng đi nhá. Chúng ta cái tài sản này chúng ta coi là chúng ta mua từ năm ngoái 2016. Rồi ok, tài khoản nguyên giá 21 1 21 41. Rồi ok, các bạn tài khoản chi phí 1 5 4 2 1 1 5 4 2, vốn chủ sở hữu 1 tỷ 2. Chúng ta đã khai báo sử dụng, thời gian sử dụng 120 tháng, đã khai báo, đã khấu hao 100 triệu đi. Cái khấu hao này các bạn đánh tùy thích các bạn nhé. Nó về bản chất là đúng 1 năm ha, 120 triệu, nhưng mà chúng tôi đánh như là khấu hao 100 triệu do trường hợp năm năm trước đấy chúng ta kinh doanh có 2 tháng chả làm ăn được gì. Mà không làm ăn được gì thì chúng ta làm gì? Không làm ăn được gì thì chúng ta sẽ không phân bổ khấu hao, tùy từng đơn vị. Rồi, tiếp theo ta làm gì? Ta lưu nhá. Ok, đã xong một cái. Bây giờ chúng ta còn một cái nữa là 002, cái máy nghiền sàng. Nghiền sàng cái máy này nó phục vụ gì? Nó phục vụ trong quá trình làm các bạn, đấy là thiết bị, máy móc thiết bị đúng không? Nó phục vụ cái nghiền sàng này, giá của nó là 5 tỷ các bạn nhé. Phòng ban là nó thuộc vào phân xưởng 2 đấy. 5 sản xuất chúng ta cụ thể vào đây. Rồi ok, mua đang dùng ở đây 0101 đi, 2016 đi, 211 đi, 211 đi, 2141 đi. Tài khoản chi phí 15412. Rồi ok các bạn nhé. Cái này 5 tỷ. 5 tỷ và đã khấu hao, cái này là khấu hao 22 20 là 240 tháng, 20 năm. Giá trị đã khấu hao thì chúng ta có thể đánh 150 triệu tùy chúng ta nhé. Cái giá trị khấu hao một tháng là 20 triệu. Ồ, ok các bạn. Rồi chúng ta chọn lưu. Cái này nó phục vụ cái phần nghiền sàng ra này, để ra được cái đá, đưa đá hộc vào. 03
là đây là có một cái máy cẩu. Cái cẩu này là để cẩu đá vào xay rồi. Ok đấy, đơn vị tính cái này, loại máy móc thiết bị chúng ta những cái đặc trưng thôi. Những cái máy cẩu thì nó khoảng tầm 650 triệu, phòng ban thì nó là bán thành phẩm. Ok các bạn, 2111 hả gì, đây là 0101 2016 chứ, 2111 rồi, 211 rồi, 2141 rồi, 15412 các bạn này, nó là phục vụ ấy nhá. 650 không? Ok. Cái này là 15 năm, 15 năm là 180 tháng. Mỗi năm đây, chúng ta tính khoảng độ khoảng 50 triệu đi. Cái ví dụ thế thôi, đúng không? Nó chả ảnh hưởng gì. Nó đúng với cụ thể cái số liệu của các bạn có thể luân chuyển cái số liệu của các bạn như nào. Tình trạng đang dùng ok hết rồi, đúng không? Kích chuột phải và xem cái cái tình trạng này. Trạng thái chúng ta xem cái cột trạng thái xem mà đang dùng ok. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn có thể đưa hết ra cái thông tin này, chúng ta kích chuột phải và ẩn hiện cột này, chúng ta chọn hết các cái cột này đi. Đấy, cột này, ngày mua, ngày sử dụng, giá trị khấu hao, giá trị còn lại này, những cái gì các bạn còn là thời gian sử dụng bao nhiêu tháng này, tài khoản như nào, các bạn đưa ra hết để chọn đồng ý thì các bạn sẽ có được cái, các bạn nhìn được tổng quát hết chỗ, cái dòng nào còn thiếu thì chúng ta nhập vào bổ sung cho nó đủ. Rồi ok, chúng ta đã lập xong tất cả các cái phần là cái phần khai báo. Các bạn có ai còn còn vướng mắc gì không? Phương tiện vận tải truyền dẫn, đây toàn máy móc thiết bị hết rồi, ok. Đây, chúng ta đóng ấy, chúng ta bắt đầu làm chứng từ nhá. Bạn muốn chúng tôi làm chứng từ của tháng nào? Nhân viên chúng ta khai báo rồi đúng không? Chúng ta làm một cái phiếu thu tiền. Đầu tiên chúng ta phải nộp vào tiền là đã. Thế chúng ta nên làm cái này, nộp ít tiền vào để mà tiêu đúng không? Ông Nguyễn Thủ trưởng này, ông nộp tiền vào tài khoản, nộp tiền vào quỹ công ty. Đâu đây là ông Nguyễn Thủ trưởng rồi nhỉ, cắt đi chuyển xuống đây rồi ok. Bạn có thể theo dõi thêm nhân viên để sau này làm cái bảng kê những ông nào nộp tiền tùy nhá. Ở đây ví dụ như là 0201 đi, ngày nộp vào tài khoản vào công ty ghi nợ 411 đi. Ôi giời, cứ ghi vào đấy nó cân đối đúng không? 5 tỷ tiêu thoải mái đúng không? Lưu. Ok, 5 tỷ. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển vào ngân hàng 2 tỷ đi. Thủ quỹ đưa vào nhá. Giấy báo có thu ngân hàng. Chúng ta chọn thêm này. Ồ, chúng ta cái này chúng ta có thể làm bằng cái phiếu chi tiền mặt nhé. Bạn bình thường chúng ta ấy,
là lấy phiếu chi tiền mặt làm, lấy chứng từ ngân hàng làm chứng từ gốc của phiếu chi hoặc phiếu thu, trong trường hợp là chúng ta rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ hoặc là đưa tiền nộp vào tài khoản công ty. Đối tượng này là ở đây chúng ta chọn là Lê Thị Tư, Nguyễn Văn Toán là kế toán trưởng đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta nộp vào đâu? Nộp vào tài khoản Vietcombank nhá. Nó cụ thể là làm cái gì? Nộp vào ngày mùng 3 tháng 1 đi. 112. Rồi ok, nộp 2 tỷ rưỡi. Và chi tiêu cho nó thoải mái đúng không? Ta chọn lưu rồi. Đấy, hoàn toàn những chứng từ này chưa liên quan cái gì cả. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một số các cái chứng từ phiếu chi này. Chi liên quan đến chi liên quan đến mua vật tư này, rồi chi liên quan đến thanh toán các cái khoản thanh toán các khoản gì, thanh toán các khoản dịch vụ mua ngoài mà lại nó liên quan đến quá trình sản xuất hay là quá trình thi công công trình. Nên chúng ta nhìn này, ông Nguyễn Thủ trưởng này là ông đi khởi công thi công khởi công công trình trình hay gọi là đây là lễ động thổ đúng không? Công trình đập phà Lài. Rồi ok. Chúng đi ngày mùng 4 đi, tháng 1 đi. Chúng ta cái này chúng ta đưa vào 1542 nhá. Số tiền là ví dụ như ông này ông thanh toán 5 triệu. Trong đấy có khi các bạn hạch toán đến tài khoản 154, các bạn mặc nhiên các bạn phải chọn tài khoản chi phí, khoản mục chi phí, nếu không thì nó không cho các bạn là biết là không cho các bạn lưu số liệu vào. Ở đây chúng ta cứ enter thôi, đúng không? Chuyển sang thuế rồi 10%. 10% số tiền tính thuế là chỉ có 2 triệu thôi. 5 triệu nhưng chỉ có 2 triệu tính thuế, ngày hóa đơn và loại hóa đơn. Đây. Loại hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng. Số hóa đơn là 7 số. Rồi. Anh ta chọn tiếp này, cái này mã đối tượng, tên đối tượng. Đây, đối tượng ở đây này là đối tượng kê khai thuế các bạn nhé. Công ty vật liệu xây dựng này. Kinh doanh tổng hợp đi. Rồi mã số thuế là 2900 bao nhiêu đấy. Rồi ok, địa chỉ. Rồi. Ta chọn lưu. Các bạn lưu ý là cái chứng từ này ấy, thì nó là chỉ có 5 triệu 2 thôi, chúng ta chọn thực hiện để có thể in chứng từ nhé. Đấy, chứng từ về chi ở trong chứng từ các bạn có thể lưu ra Word hoặc là Excel gì đấy tùy các bạn nhé. Rồi ok, và tiếp theo này chúng ta lập tiếp một cái phiếu thu, phiếu phiếu chi mới và chúng ta chi này. Vật liệu nổ, vật liệu xây dựng, ở đây chúng ta chọn là thanh toán tiền mua phụ gia. Rồi ok, ở đây chúng ta chọn là ngày 0501 đi. Các bạn ở đây chúng ta chọn tiếp tài khoản nợ là mua phụ gia, chúng ta đưa vào 331 đi nhá, nó khoảng 15 triệu. Rồi ok, cái này chúng ta chọn đối tượng lưu, cái này đưa vào công nợ các bạn nhé, để sau này các bạn mua hàng các bạn lưu ý chỗ này cho tớ. Rồi ok, chúng ta làm một vài chứng từ chuyển tiền ngân hàng. Đây quên, chúng ta còn một cái chứng từ nữa. Cái này, cái chứng từ 5 triệu này là nó cụ thể của cái công trình, nhưng mà chúng ta sẽ làm một cái chứng từ mà nó lại không liên quan đến công trình nhé, vẫn là ông
sếp okay, là tiếp khách. Rồi ok, nó là chi phí tiếp khách của đội công trình, nhưng mà không biết là 0401 đi, ở đây là chi phí tiếp khách 1542. Ông ơi, ông tiếp khách hết 6 triệu. Ông tiếp khách hết 6 triệu và đưa vào cái khoản chi phí chung. Không có đối tượng, tức là không cụ thể của cái đối tượng là bậc chi phí nào cả. Cái này nó là không của công trình nào cả. Sau này chúng ta để 6 triệu lại, chúng ta phân bổ nha các bạn. Ở đây là thuế 10% tiếp khách này. Rồi ok. Đây, ngày hạch toán loại hóa đơn. Ta phải khai báo đầy đủ ở đây nhá, số hóa đơn. 7 số. Nhóm hàng hóa dịch vụ. Mã đối tượng, tên đối tượng. Đây, đối tượng chính là cái công ty mà nó cung cấp hóa đơn cho mình nhá. Nếu cái việc thanh toán là ông Nguyễn thủ trưởng thanh toán, còn trên dưới này là thông tin về thuế nhá. Bạn chọn lưu này. Ok, đã xong. Thế có hai trường hợp, thế còn cái trường hợp cái chi gì nữa? Các bạn chi gì chi tạm ứng thì mới các bạn cứ hạch toán vào thôi. Không có gì cả. Đúng không? À, bây giờ tiếp theo, mục tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ làm phiếu nhập mua hàng. Phiếu nhập mua hàng công ty vật tư tổng hợp vật liệu xây dựng. Xem lại phiếu chi, chúng ta chi cho ông nào tí nhá. Ông ấy công ty vật liệu xây dựng rồi, ok, chúng ta chọn nghiệp vụ mua hàng, chúng ta chọn mua hàng. Đấy, chúng ta mở sẵn cả mấy cái tép ra để xem. Đây, nhập mua phụ gia này. Rồi ok, các bạn chọn nhá. Ở đây mọi hàng của bạn chọn phụ gia. Chúng ta mua nó là chúng ta mua 150 kg đi. Đơn giá là bao nhiêu? 10.000 đi. 10.000 đúng không? Có 1 triệu rưỡi đúng không? Chúng ta đơn giá là 9.500. 95.000 là 14 triệu 200. Ok các bạn, tiếp theo. Các bạn kê khai hóa đơn. Rồi ok. Nhóm hàng hóa dịch vụ. Rồi ok. Cái trường hợp phân bổ chi phí chúng ta làm sau nhé. Ở đây tôi sẽ khai báo cái này, nhập mua này nó đơn giản đúng không? Đây, mua rồi ok. Thế bây giờ tiếp theo chúng ta mua một ít vật tư tổng hợp từ cái này là nhập mua xi măng và cát cho công trình. Rồi ok, các bạn chọn đây là ngày mùng 5/01 đi. Cái hình như cái chứng từ trước tôi chưa đánh lại ngày, nó không hợp lý đúng không? Chúng ta chọn mua xi măng kho, chúng ta nhập cho kho công trình 1 152331. Ở đây chúng ta chọn mua ví dụ 150 tấn với đơn giá là 1 triệu 250.000 một tấn. Ok, 180 triệu nhá các bạn nhá. Ở đây chúng ta chọn luôn đối tượng tổng hợp chi phí này. Em mua cho công trình nào? Công trình đập phá lại. Nó dễ để sau này chúng ta chọn chức năng xuất. Xuất 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 thì xuất thẳng đúng không? Thuế 10% này. Bạn chọn hóa đơn này. Đấy, số hóa đơn này. Rồi, nhóm hàng hóa dịch vụ nhá. Có đánh ví dụ thế thôi. Các bạn làm thì các bạn phải lưu ý. Ở đây chúng ta chưa đâu, chúng ta vẫn còn nữa. Chúng ta mua tiếp xi măng cho công trình 2. Công trình 2, chúng ta nhập vào kho công trình 2. Thằng này chúng ta mua 2 tấn, 200 tấn với đơn giá 125000. 125000. Rồi ok, các bạn nhìn thấy không? Thuế lên 43 triệu. Rồi, chúng ta mua tiếp cát cho công trình 1. Cát cho công trình 1 đây. Chúng ta chọn 300 khối với 60.000 một khối. Rồi, ok. Ở đây chúng ta công trình 2, chúng ta chọn đối tượng công trình 2 nhé. Ở đây công trình 1 rồi, tiếp theo cát tiếp. Cát này các bạn có thể mở rộng màn hình ra các bạn làm cho dễ nhé. Cái kho này là kho công trình 2 này. Chúng ta nhập về kho công trình 2 với 250 khối.
với 60.000 một khối. Rồi ok. Các bạn tùy các bạn có thể đánh giá khác tùy các bạn nhé. À, cái này là công trình 02, chúng ta có thể đánh vào chọn luôn được. Không cần phải như thế. Ở đây hóa đơn rồi, ok. Thuế 47 triệu 500. Rồi chúng ta chọn lưu. Nhỏ lại đúng không? Nhập mô xi măng sắt cá rồi, nhập mô phụ gia rồi, bây giờ chúng ta nhập một ít vật liệu nổ. Kinh doanh vật liệu nổ. Rồi ok, nhập mua thuốc nổ. TNT. Đây 0501 đi. Thuốc nổ TNT này, thuốc nổ TNT. Kho nguyên vật liệu chúng ta mua 150 tấn. À, nhìn thế thôi các bạn ạ, nhưng mà nó không đáng bao nhiêu đâu. 750 triệu nó dùng nổ mấy hôm thì nổ cho các cái đối tượng, các cái liên quan đến cái khai thác đá thì nó sử dụng một lần 10 tấn cơ. Nó mà hóa dịch vụ rồi, ok các bạn nhìn thấy chưa? Con đã khai báo thế này rồi đúng không? Và mua tiếp thêm mới đi. Nó mua cái gì nữa? Mua kíp nổ. Kíp chúng ta khai báo mới thêm mặt hàng này. Thêm mặt hàng đâu? Rồi ok, chúng ta đây là kíp. Kíp nổ. Kho nguyên vật liệu. Hàng hóa là chọn tính chất là nguyên vật liệu. Rồi ok, tính giá bình quân. Rồi ở đây. Ra chọn. Đây, vẫn là kinh doanh vật liệu nổ nha. Mua đây là kíp nổ. Thuốc nổ thì phải có kíp nổ thì nó mới nổ được, không kíp nó không nổ. Thế mới phức tạp nhỉ. 0501 đi, phải trong một ngày. Là ông này. Rồi, ok, kíp đâu? Kíp nổ đây, rồi. Kho này, đơn vị tính. Đấy, chúng ta chưa có đơn vị tính nhá. Mua đó. Tôi chả biết cái đấy là đơn vị tính là nó thế nào. 15.000 đi. Ok, mua hóa đơn đây. Hóa đơn giá trị gia tăng số. Đây. Rồi, chúng ta đã mua một số cái liên quan đến vật liệu nổ nhá. Bạn bây giờ chúng ta chọn vật kho, chúng ta sell từ từ các bạn kiểm tra lại tí, hình như trong cái mua hàng chúng tôi có một cái phiếu nhập nhầm đây. Phiếu trên cùng ghi ngày 4 tháng 10. Ở đây chúng ta ghi ngày 5 tháng 1 nhé. Các bạn đừng có bận tâm đến cái số này, nhảy lung tung kệ nó nhé. Nếu như mà chúng ta làm ấy thì chúng ta có khi là cái này chúng ta sau khi chúng ta sử dụng cái tiện ích đánh lại số chứng từ này, chúng ta đánh lại hết từ đầu. Đánh là theo ý của các bạn. Rồi ok, chúng ta kiểm tra cái kho này nhé. Xem là đã đầy đủ chưa. Tổng hợp nhớ tồn theo kho, chúng ta chọn nguyên vật liệu, chọn tháng 1, chọn hàng kho hàng hóa tư. Xem đây đã là nhập một số cái này rồi. Rồi ok, ta chọn tất cả kho xem nào. Chọn tất cả kho hoặc là chúng ta giữ phím Ctrl. Ấn chọn ba kho. Đây, kho thứ nhất, kho thứ hai đây, xi măng cát đây, kho thứ ba đây. Rồi ok, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái mục đích của chúng ta nó chỉ có thế thôi, đúng không? Thế cái phần xuất nguyên vật liệu ấy thì chúng ta sẽ làm vào cái phần tiếp theo các bạn nhé. Phần tiếp theo sau chúng ta sẽ tiếp, sau đấy là đến phần tài sản này, phần công cụ này, phần lương này, để chúng ta có thể làm ra giá thành. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào sau cái phần này.